Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ xóa được bộ nhớ đệm ở trên ứng dụng Facebook cũng như là xóa được cái dữ liệu hoạt động khi mà ứng dụng Facebook hoạt động và chiếm cái dữ liệu ở trên điện thoại của chúng ta, giúp cho ứng dụng Facebook của chúng ta chạy nhanh chóng và mượt mà hơn, giảm cái tình trạng là bị trễ nhận thông báo ở trên ứng dụng Facebook. Nếu như các bạn sử dụng ứng dụng Facebook một thời gian mà các bạn cảm thấy là ứng dụng Facebook của ta bị nặng, bị đầy và có cái hiện tượng đó là bị trễ thông báo thì các bạn có thể tiến hành đó là xóa bộ nhớ đệm cũng như là xóa cái dữ liệu ở trên ứng dụng Facebook đi để giúp cho ứng dụng hoạt động nhanh hơn và mượt mà hơn. Và để thực hiện được cái việc là xóa bộ nhớ đệm trên ứng dụng Facebook thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mở phần cài đặt trên điện thoại của chúng ta lên và các bạn tìm đến cho mình cái mục đó là ứng dụng. Ở trong mục ứng dụng này các bạn sẽ gõ tên ứng dụng là Facebook để tìm. Các bạn bấm vào ứng dụng Facebook và sau đó các bạn chọn cho mình vào phần đó là lưu trữ. Ở trong phần lưu trữ này các bạn sẽ thấy là ứng dụng này sẽ chiếm tổng dung lượng là 448 MB và nó sẽ sản sinh ra dữ liệu bộ nhớ đệm và tổng của nó lên tới 0,93 GB. Và để xóa được bộ nhớ đệm của ứng dụng Facebook các bạn chọn là phần nó là xóa bộ nhớ đệm. Như vậy thì bộ nhớ đệm lập tức đã được xóa đi và các bạn thấy là tổng dung lượng lưu trữ đã giảm xuống còn 855 MB. Tiếp theo các bạn có thể tiến hành là xóa luôn dữ liệu ở trên ứng dụng Facebook. Lúc này thì các bạn thấy là cái phần tổng đã giảm xuống còn 448 MB và toàn bộ dữ liệu cũng như là bộ nhớ đệm ở trên ứng dụng Facebook đã được xóa hoàn toàn. Và như vậy trên đây chính là cái cách để các bạn có thể xóa được hoàn toàn cái dữ liệu ở trên ứng dụng Facebook cũng như là bộ nhớ đệm, giúp cho ứng dụng Facebook của các bạn hoạt động mượt mà hơn.